sư cụ, con chó này ở đâu ra mà hung hăng vậy ạ? Con chó hoang này, ta bắt gặp nó khi đi lên huyện. Đánh chết nó đi, đồ ăn vụng, đồ chó hoang. Nam mô A Di Đà Phật. Ta thấy tội nghiệp nên mua lại nó, mang về chùa nuôi. Con hãy mang nó ra sân sau nhé. Con biết rồi, thưa sư phụ. Khiếp quá, con chó này hung dữ thật. Ăn đi, ăn nhiều vào. Mày sao vậy? Chúng có làm gì mày đâu. Chúng chỉ muốn chơi với mày thôi mà. Ở đây không có ai hại mày đâu, nhỉ? Ăn đi, ăn nhiều vào. Chà, xem ra mày cũng không phải là một con chó dữ tợn đâu nhỉ. Chờ tao một lát, tao đi lấy cơm cho nhé. Sư phụ, ngài nhìn này. Con người hay con vật, bản chất đều là thiện. Cái khó là giữ sao cho cái thiện ấy không bị cái ác lấn lướt mà thôi.